Theo đó, vào 16 giờ chiều qua, ngay tại điểm trường tiểu học Bình Thủy nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, mực nước dâng cao hơn 0,5 mét đã khiến cho việc đi lại của phụ huynh học sinh vô cùng khó khăn. Thời điểm này, một cảnh tượng hy hữu đã xuất hiện khi một chiếc ghe đã lưu thông ngay trên phố tại trung tâm quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hình ảnh lạ lùng khiến nhiều người không khỏi thích thú. Suốt 3 ngày qua, triều cường đã khiến cho cuộc sống của người dân tại thành phố Cần Thơ bị xáo trộn. Dù người dân đã áp dụng nhiều biện pháp như be bờ, dùng bao ni lông để gia cố không cho nước tràn vào nhà, nhưng cũng chẳng ăn thua. Trong khi đó, các phương tiện thì liên tục bị chết máy, học sinh có xe đạp phải lội nước để về nhà. Được biết, triều cường dâng cao là tình trạng hiếm gặp trong suốt 10 năm qua ở Cần Thơ. Chính vì thế, bà con hoàn toàn bị động trong việc ứng phó với con nước. Theo dự báo, một số tuyến đường tại trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ vẫn tiếp tục ngập sâu trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, dân gian ta thường có câu, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thế nhưng trường hợp láng giềng thân thiết mà chúng tôi sắp đề cập ngay sau đây có thể sẽ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Nghiện cờ bạc lại thường xuyên ăn chơi lêu lỏng, một thanh niên tại Bến Tre đã lợi dụng sự thân thiết với hàng xóm và khi thấy chủ nhà đi vắng, tên này đã đột nhập và trộm đi một số tiền lớn để mang đi chi trả nợ. Chiều 9 tháng 10 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành tiến hành làm việc với Ngô Nhật Duy, sinh năm 1999, ngụ ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, về hành vi trộm cắp tài sản. Do là hàng xóm có quen biết với gia đình ông Nguyễn Văn Đựng, sinh năm 1970, cùng ngụ xã Sơn Hòa, Duy thường xuyên ra vào nhà của ông này để chơi, nên biết rõ quy luật sinh hoạt của gia đình và nơi thường cất tiền. Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10, lợi dụng sơ hở nhà ông Đựng không có người trông coi, Duy đã đột nhập và lấy trộm số tiền hơn 300 triệu đồng để trả nợ cờ bạc. Tại cơ quan công an, bước đầu Duy đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp lại số tiền hơn 50 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cũng liên quan đến vấn nạn trộm cắp, hai thanh niên ở An Giang đã nhiều lần lặn lội sang tận huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để trộm bò về bán lấy tiền tiêu xài. Tất nhiên là hành vi manh động của hai tên đạo chích này đã bị phát hiện và cả hai đều đã bị bắt giữ. Sáng nay ngày 10 tháng 10, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Thanh Tuấn, 39 tuổi và Nguyễn Ngọc Đức, 28 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, Tuấn và Đức đi xe máy đến huyện Kiên Lương tìm nhà dân có nuôi bò để bắt trộm. Khi đến trung tâm thương mại Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương thì phát hiện người dân có nuôi nhốt 7 con bò không có ai trông giữ. Cả hai quyết định ngồi đợi đến trời tối rồi cùng nhau bắt trộm 2 con bò, sau đó thuê xe tải vận chuyển về thành phố Rạch Giá bán được 19 triệu. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 12 tháng 9, Tuấn và Đức tiếp tục đến chợ Tròn thuộc khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương bắt trộm 4 con bò thuê xe tải chở về thành phố Rạch Giá. Tuy nhiên, trong lúc chờ bán cho thương lái thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Chuyển sang một thông tin tiếp theo của chương trình. Xài hết số tiền lớn mà ba mẹ cho để đi xin việc làm, một nam thanh niên đã nghĩ ra vở kịch vô cùng kịch tính nhằm có lý do chính đáng để thanh minh. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính khi hành vi dại dột của tên này đã không thể nào qua mắt được lực lượng công an. Vậy thủ đoạn qua mặt gia đình và cơ quan công an này là gì? Vì sao bị bại lộ? Mời quý vị đón xem thông tin chi tiết ngay sau đây. Vụ việc xảy ra tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút tối ngày 8 tháng 10, Nguyễn Văn Thông sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cùng gia đình đến công an xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn trình báo. Khoảng 18 giờ cùng ngày, anh này bị hai thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công cướp đi chiếc xe cùng số tiền trong người. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo công an huyện Thoại Sơn đã phân công lực lượng đến hiện trường tổ chức điều tra xác minh. Kết quả nhận định đây là một vụ dựng hiện trường bị cướp giả. Qua điều tra khai thác, lúc đầu Thông quanh co, không thừa nhận. Nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi, thanh niên này đã khai nhận do sợ bị gia đình la mắng vì xài hết số tiền 3 triệu đồng đã cho để đi xin việc làm, nên Thông đã mua một con dao Thái Lan và tự rạch tay vào mình gây thương tích, rồi báo với gia đình bị cướp hết tiền và xe. Kính thưa quý vị, mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng từ lâu vẫn là một vấn nạn chưa có hồi kết. Và đây là số lượng mỹ phẩm lớn vừa được Công an tỉnh Cà Mau tiến hành niêm phong tại một kho hàng của một công ty có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị kiểm tra, nhân viên tại kho đã phản ứng mạnh, đẩy lực lượng công an ra ngoài, khóa cửa và bỏ đi. Nhận được thông tin, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường chỉ đạo vụ việc. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành phá khóa kho hàng vào kiểm tra. Bên trong kho hàng là nhiều loại mỹ phẩm được ghi xuất xứ Thái Lan và nhiều vỏ hộp mỹ phẩm được ghi là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỹ phẩm N Collagen. Đặc biệt có một thau đựng chất có màu trắng ngà, nghi là dùng để sản xuất mỹ phẩm.
Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Kính thưa quý vị, liên tiếp những ngày gần đây thì xảy ra rất nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm, đặc biệt là tại các công trình xây dựng khiến cho nhiều người bỏ mạng. Không đồ bảo hộ, không thiết bị an toàn, tất cả đã đều được thực hiện bằng kinh nghiệm và sự may rủi là điều rất phổ biến tại các công trình xây dựng như hiện nay. Và chỉ mới ngày hôm qua thôi, một khối bê tông tại một công trình ở An Giang đã bất ngờ đổ sụp đè lên người đàn ông đang làm phụ hộ phía dưới. Tai nạn bất ngờ khiến nạn nhân thiệt mạng ngay sau đó. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại hiện trường. Vụ việc thương tâm xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại một công trình xây dựng nhà trọ thuộc tổ 8 khóm 5 phường Long Mỹ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời điểm này, ông Lê Thành Trung sinh năm 1969 ngụ tại khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên khi đang làm phụ hộ tại công trình thì bất ngờ bị khối bê tông dài 23m, rộng 40cm làm bắn xối nước của dãy nhà trọ đang xây dựng từ trên cao bất ngờ đổ xuống trúng người. Ngay khi sự việc xảy ra, ông Trung đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Được biết công trình nhà trọ trên do bà Nguyễn Thị Tố Anh làm chủ, khởi công xây dựng từ giữa tháng 8 cho đến nay. Riêng phần hai máng xối nước phía trên được đổ bê tông trong khoảng 10 ngày gần đây. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra xác minh làm rõ. Thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, hiện cứ 5 bệnh nhi nhập viện thì có 1 ca nghi mắc tay chân miệng. Trong nhiều ngày qua, khoa nhiễm bệnh viện này tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi tại Cần Thơ và nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang mắc tay chân miệng nhập viện tăng nhanh và hiện đã quá tải. Cách đây một tháng thì một ngày bệnh nội trú trong khoa nhiễm bệnh tay chân miệng khoảng 50-60 thôi, nhưng mà bây giờ nó lên tới gần 250, gấp 5 lần. Hiện tại thì khoa nhiễm thì sắp được là 60 giường. Nhưng mà bây giờ cái lượng bệnh tới 250 thì một giường có chứa 5-6 em nè. Tính đến hết ngày 9 tháng 10, Cần Thơ ghi nhận 641 ca mắc tay chân miệng. Riêng tháng 9 năm 2018 ghi nhận có 238 ca mắc. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, mọi năm bệnh tập trung chủ yếu ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Tuy nhiên năm nay, bệnh tay chân miệng lại tăng nhanh chưa từng có ở trẻ từ 1 đến 2 tuổi, chiếm đến 95,4% số ca mắc bệnh. Đáng lưu ý, mùa bệnh năm nay có sự xuất hiện trở lại của loài chủng virus EV71, một loại virus đã từng gây ra đại dịch tay chân miệng trên cả nước vào năm 2011 với đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao, dẫn đến nhiều biến chứng nặng như thần kinh, tim mạch, phù phổi, sốc, suy tim và nhiều người bệnh tử vong nhanh hơn bình thường. Để phòng chống bệnh, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để, có hiệu quả các ổ dịch, các điểm nóng, các nơi có bệnh nhân mắc tay chân miệng, không để bệnh lây lan và bùng phát thành dịch. Đây là đàn dúi hay còn gọi là chuột nứa của ông Nguyễn Văn Hiếu ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Biết đến con dúi trong một lần tình cờ du lịch đến Tây Nguyên vào năm 2010. Nhận thấy loài vật này dễ nuôi và nhẹ công chăm sóc, nên ông Hiếu đã mang chúng về nuôi thử nghiệm. Từ 8 con dúi ban đầu mua với giá 10 triệu đồng, ai cũng cho rằng ông Hiếu làm cái chuyện điên rồ, bởi tại thời điểm đó, ở miền Tây chưa có ai nuôi loài vật này, thậm chí cũng không ai biết nuôi dúi để làm gì. Bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị, sau hơn 7 năm, đàn dúi của ông Hiếu hiện đã có hơn 100 con lớn nhỏ. Tôi thấy là dúi dễ nuôi, cái thứ nhất là cái chăm sóc không có cực khổ, bị gì nó ăn đồ ăn khô không à, rồi nó phân nó cũng khô nữa, không cần xịt chuồng nữa, thành ra thấy cái trang trại của nó thấy quá tốt, thành ra tôi mới mua. Theo ông Hiếu, dúi là loài gặm nhấm nên nuôi rất nhẹ công, vốn đầu tư lại ít. Đặc biệt loài vật nuôi này không có mùi hôi nên có thể nuôi gần nhà, vừa cho giá trị kinh tế cao là vừa phù hợp với người lớn tuổi. Thức ăn của dúi cũng đơn giản, chỉ là tre, mía và ít hạt bắp để bổ sung chất dinh dưỡng. Với 100 con dúi hiện có, mỗi ngày ông Hiếu chỉ tốn khoảng 7-8 ngàn đồng tiền thức ăn và mất khoảng 30 phút để dọn chuồng cho dúi ăn. Mỗi ngày chỉ cần cho ăn một lần duy nhất.
Do đây là loài động vật có tập tính gặm nhấm và thích đào bới, nên ông Hiếu đã tận dụng 50 mét vuông cạnh nhà để xây chuồng bằng bê tông dày thành chuồng cao, xung quanh dựng vách rất kiên cố. Với kiểu chuồng này, dúi không thể bò ra ngoài hay đào nền trốn được. Dúi chăm sóc sáng yêu cầu cả trăm con mình bỏ ra nửa tiếng hồ thôi là xong ngay. Tại quét dọn chuồng chưa đầy 10 phút nữa, rồi chặt mía thảy vô, rồi che thảy vô, rồi bắp thảy vô là rồi tối ngày. Đó, cái khâu chăm sóc nó rất đơn giản. Dúi sau khi nuôi khoảng 9 tháng sẽ đạt từ 1,5 cho đến 1,8 kg, có thể xuất bán thực phẩm với giá 750.000 đồng một kg. Đối với dúi giống, sau khi nuôi được 4 tháng có thể xuất bán dúi giống với giá 1,2 triệu đồng, thì ông Hiếu rủng rỉnh bỏ túi 20 triệu đồng một tháng. Dúi sinh sản khá nhanh, một năm có khoảng 4 lứa, mỗi lứa chỉ từ 2 đến 3 con, vì thế người nuôi luôn có được nguồn thu ổn định hàng tháng. Nó ổn định cái kinh tế của mình, tại vì mỗi một tháng thu nhập là mấy 20 triệu là khỏe dữ lắm. Tại vì mỗi tháng mà thí dụ có 6 con dúi cái đẻ thôi là ra mười mấy con dúi con. Mười mấy con dúi con á, là 4 tháng sau á, là mình có thể mình bán 1 con 1 triệu rồi. Đó, là mười mấy con là mười mấy triệu đó. Cái đó là cái đơn giản gì đó, nó rất nhẹ nhàng. Rồi còn cái phân dúi á, mình ủ xong rồi đó, mình ra mình trồng nha đam. Đó, mình trồng nha đam, mỗi một tháng nha đam là lấy vô 5-6 triệu bạc. Khởi nghiệp ở cái tuổi đã gần 60 tưởng như là chuyện không tưởng. Thế nhưng sau 7 năm chọn con dúi làm hướng đi riêng của mình, giờ đây đàn dúi của ông Hiếu phát triển rất tốt, cứ như thế tăng lên và duy trì đàn 100 con. Hàng năm, ông bỏ túi trên 200 triệu đồng từ việc bán dúi giống và dúi thịt cho bà con các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.